là nguyên cái đám tỏi gọt. Cái này là cái bông tỏi này của chú anh chị đó. Cái này mình xào với thịt bò nè, hoặc là mình làm dưa chua ăn ngon lắm. Đây, đây, cứ một cây tỏi nó sẽ lên một cái bông như nhiều lắm. Đó, tới cái miếng đất của mình rồi. Và mẹ thì đi cào đất ra cho nó bằng ra. Mì nó đứng nó canh ra ngoài đó kìa. Đỡ cái nón nó cưng chưa. Hai cha con em đi chụm cô Xu vậy đó cô chú anh chị. Nắng quá trời nắng, mượn cái áo khoác của mẹ mặc vô nè. Ông xã em mới mua cà phê sữa lại cho uống nữa nè cô chú anh chị. Cà phê sữa mà muôn bình một lít luôn. Gia đình em đi ruộng mà vui quá cô chú anh chị. Cha em sẽ cắt nha cô chú anh chị. Đó, anh đám đó, đó đúng rồi. Đây nè, thấy con bò nó đưa đầu ra ăn thấy cưng chưa cô chú anh chị, thấy chưa? Xin chào. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của em nha. Đố cô chú anh chị và các bạn sau lưng em là cái gì nè? Nhìn sơ nghe chắc cô chú anh chị mình không biết đúng không? Đó là tỏi đó cô chú anh chị. Bây giờ những cái đám tỏi này nó có lên cái ngọng rồi. Cô chú anh chị mình ở bên Việt Nam á chỉ biết là bông hẹ thôi đúng không? Chứ không biết bông tỏi. Còn đây nè là bông tỏi, để em hồi nữa em sẽ quay cho cô chú anh chị mình coi nha. Hôm nay á, em nè với cha với mẹ ruột của em sẽ đi lại làm cái miếng đất đợt trước mà em đi nhổ cỏ với mình đi dở cu su đồ lên đó cô chú anh chị. Hôm nay mình sẽ đi lại đó để mà mình chùm cu su lại nè, để chuẩn bị mà trồng những cây giống Việt Nam nè. Mình sẽ trồng đậu đũa, đậu que, rồi dưa hấu Việt Nam, rồi khổ qua, rồi đậu bắp, rồi ớt Việt Nam, rồi cà pháo tím nữa cô chú anh chị. Nói chung là trồng nhiều lắm. Mình trồng đủ thứ loại rau củ quả của Việt Nam luôn nha cô chú anh chị ơi. Cha với mẹ em hiện tại trong nhà đang chuẩn bị mà đập nước đá về đem đồ theo ăn đó cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ đi lại đó để quay cái đám tỏi với quay cái bông tỏi cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở cái video sau thì em với cha với mẹ của em sẽ đi hái bông tỏi nha cô chú anh chị. Hái bông tỏi xong thì mình sẽ đem cái bông tỏi đó để về chế biến món ăn luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi lại đằng kia để mà xem cái bông tỏi nha. Đây là nguyên cái đám tỏi rộng lắm cô chú anh chị. Cái này chắc tầm khoảng mười mấy công đất á. Đây, cái này là cái bông tỏi này cô chú anh chị. Đó, bây giờ em sẽ hái thử một cái cho cô chú anh chị mình xem nha. Mình sẽ tước lên nè. Đó, mình, đó, đây. Cái phần lỗi này ăn rất là ngon luôn. Đây một cái nữa nè. Mỗi một cây tỏi nó sẽ cho lên một cái bông. Mình sẽ tước lên quà. Cái này tước lên cái đọt non ghê cho cô chú anh chị thấy chưa. Khúc cái gì nữa non. Cái này mình xào với thịt bò nè, hoặc là mình làm dưa chua ăn ngon lắm cô chú anh chị ơi. Đó, nhiều lắm luôn nè. Cứ một cây tỏi thì nó sẽ lên một cái bông. Đây, đây, cứ một cây tỏi nó sẽ lên một cái bông như nhiều lắm. Đó, nhiều ghê chưa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không có hái nha cô chú anh chị. Để ngày mai á, ở video sau thì mình sẽ đi hái bông tỏi, rồi đem về rồi chế biến thức ăn luôn nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh của em á, để đón xem những cái video tiếp theo nha. Chỗ em ở là bao la bát ngát luôn á. Toàn trồng tỏi với trồng củ hành không cô chú anh chị ơi. À bây giờ cha với mẹ đi ra rồi nè. Có Kiện Miên nữa nè cô chú anh chị ơi. Kiện Miên nó xin chào cô chú anh chị coi. Chào. Dở quá. Chào gì đà đậm gì xin chào. Dở quá ta. Rồi bây giờ lên xe. Lên xe đi cha ơi. Với mẹ ơi. Bây giờ gia đình em sẽ lên xe để mà mình đi lại cái miếng ruộng kia mình làm nha cô chú anh chị. Mình chùm cu su. Đó, tới cái miếng đất của mình nè cô chú anh chị ơi. Đó, gia đình em sẽ tiến vào nha. Mình sẽ đi lại đằng cái lùm cây mát đó, mình trải cái điểm đó để mình để đồ ăn với cho Miên ngồi đó mình chơi. Nó mát á. À, cái chỗ của cái Miên ngồi đó, cô chú anh chị thấy im chưa? Có đồ ăn tùm lum hết trơn rồi. Ngồi đây sướng rồi, mát nữa. Miên nó có chỗ ngồi chơi nè, giống như đi cắm trại đi dã ngoại quá ha. Đem đồ ăn lũ khủ chừng có đem mì nè, đem dưa hấu rồi đem xài nữa. Rồi ngồi coi điện thoại rồi nó đem mát nó im quá trời luôn rồi. Hồi nếu gọi sớm mình vô phía trong nó hái hẹ luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay mình tranh thủ mình đi hái hẹ luôn. Để đợt trước, video trước mình chưa hái được, hứa với cô chú anh chị mình đi hái mà làm tới tối luôn, đâu có thời gian đâu hái đâu. Để hôm nay mình tranh thủ làm mà mình đi hái hẹ nha. Rau cần đây nè. Đó, cô chú anh chị thấy chưa, nguyên cái bờ ruộng toàn là rau cần không. Đó, đây là rau cần nha cô chú anh chị, em quay gần đây nè. Đó, nguyên cái con mương này nè, rau cần ngon ghê chưa. Mẹ chồng em cũng cắt ăn đó, đó, có một hổm nè mẹ cắt rồi đó. Ông xã em nè đi tưới nước cho ba cái tỏi nè cô chú chị. Cái này của mẹ chồng em trồng mấy dòng tỏi đi dành ăn đó. Tốt ghê luôn á. À, đem dưa hấu cho ông ăn luôn. Dạ
em đi gãi thuốc diệt gầy với diệt sâu bệnh này kia đâu đó, để cho mình chùm cao su lên á, trong đất của mình nó không bị sâu bệnh á. Và mẹ thì đi cào đất ra cho nó bằng ra. Cái này đang nửa cái còn dưới dòng này đang đắp bột nó đang trồng dòng ra. Dòng bìa đó đó. Dòng bìa đó. Dòng này nhỏ nhỏ. Trồng phai môn cũng được, tại vì cao mà. Cô tới đâu nói gì? Phai môn, phai lan. Anh ấy, nó một ụm trên đâu à? Trồng trước nữa có ăn củ trước. Anh chưa có thấy ai trồng chưa á? Không ai trồng thì mình trồng. Không biết trồng được không nữa. Có làm sao không được. Vậy thì nữa về mẹ cắt mẹ ngâm đi. Khoai lang ngâm. À, mẹ nó có dòng này im nó cao cao gì để trồng khoai lang ăn là ngon lắm á. Nguyên nó đứng nó canh ra ngoài đó kìa. Đậu cái nón thấy cưng chưa? Mẹ cào gì đó, cào cho đất nó dung lên á. Gần hồi em với cha ruột của em sẽ đi chùm cao su nha. À, mẹ không có cho mẹ chùm. Cái giò mẹ đau á. Ai? Ai xin? Mẹ. Thì sao? Trời ơi, mọi đồ thấy đẹp quá ơi, để tôi chụp ít hình đến là. Rồi có chụp chưa? Rồi. Chụp luôn hả? Ừ, có chụp không mẹ? Có. Mà đẹp thiệt ha. Đó, đi đi ruộng mà mặc đồ quá đẹp trai mà. Bởi cái bạn chứ. Quá giúp cho không chịu bạn. Bởi vì mua đồ đẹp nhiều lắm cô chú anh chị không chịu mặc đâu, kêu mua đồ cho mặc đi ruộng không á. Mà nói thôi đi để dành đi, nói đi về Việt Nam để dành mặt đi đám thở nay. Bên Việt Nam mình nực muốn chết nha, ta già này sao mặc nổi. Ờ, quá trình nhiều luôn. Ở đây là mình sẽ trồng nè, khoai lang, khoai môn, đậu que, rồi tới cái gì nè, cà pháo, rồi đậu bắp, rồi tới là dưa hấu Việt Nam, rồi dưa gan, bầu, bí, tùm lum hết trơn, cái gì cũng trồng hết trơn. Cứ có đất trống là trồng tùm lum cho cô chú chị, trồng bắp Việt Nam, nói chung là có đất trống là mình sẽ trồng được hết à. Chịu xiên, chịu khó một chút á, mà mình trồng vừa có ăn nè, rồi dư dư ra mình bán có tiền mua bánh cho bé Min với bé Kiện Con ăn, có tiền mua quần áo rồi cho mấy đứa nhỏ. Cha em trồng cao su nè, cô chú anh chị thấy chưa? Bây giờ hai cha con em sẽ đi đào đất hai bên để mà mình chùm vô cái miếng cao su á, để em thổi gió nó bay. Đó, mình đắp đất hai bên vậy đó. Bây giờ em sẽ để cái máy quay ở đây, để đặng hai cha con em đi chùm đất. Và con đi lấy len lại nha. Lấy về đi. Dạ. Bây giờ hai cha con em đi chùm cao su nha cô chú anh chị. Làm cái này nó cực lắm á, nhưng mà tại mình không có muốn mướn người. Nếu như mướn người á thì mình không còn tiền nhiều á, cho nên kệ đi chịu cực một chút mà lấy công làm lề cô chú anh chị ơi. Em trồng cái này á là năm nay nó là năm thứ 7 rồi. Từ khi cha mẹ em sang Hàn sống chung với em á, là mùa nào cũng vậy hết á. Gia đình em trồng trọt, trồng các loại rau Việt Nam nè, bán cho người Myanmar, rồi người Hàn, rồi những cô chú anh chị mình người Việt Nam sống bên Hàn Quốc nữa. Cho nên á, làm ghiết thì quen, cái năm nào mà không trồng á, cô chú anh chị mình cũng điện cho em suốt à, nói sao năm nay không trồng, đợi rau của em mua. Tại em bán rẻ
hơn những người khác, cho nên nó năm nào cũng trồng hết đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem được video đừng quên đăng ký kênh, thả like và chia sẻ video ủng hộ em với nha. Đuối quá. Mấy công việc này là đàn ông người ta làm mà mình phụ nữ mình làm được luôn nha, hơi cực một chút thôi. Ông xã em mới mua cà phê sữa lại cho uống nữa nè cô chú anh chị. Cà phê sữa mà muôn bình một lít luôn, cái một lít, cái nửa lít. Em đem cái mền này lại cho mẹ để cho bé Min nó ngủ nha. Bé Min nó ngủ rồi. Sáng giờ cha con em chồng uống gần xong rồi, còn có mấy dòng nữa là xong rồi đó cô chú anh chị. Tại mình làm cái này nó lâu lắm cho nên là những cái này em sẽ thua nhanh á, và em lồng tiếng vào để cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn những công việc của em ở bên Hàn Quốc á. Sẵn đây em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình lúc nào cũng dành những lời yêu thương, những lời tốt đẹp cho gia đình của em hết á. Em thật sự rất là cảm ơn cô chú anh chị luôn. Em rất là vui khi biết đến YouTube nè, rồi đăng video rồi được cô chú anh chị mình xem ủng hộ. Vui lắm cô chú anh chị ơi, không biết giải thích như thế nào cho cô chú anh chị hiểu cái niềm vui của em á. Nhiều khi em nói đang làm bận cái gì cũng gì hết á, không có lên coi thì thôi nha, lên coi mà thấy tin nhắn, thấy bình luận của cô chú anh chị là bỏ hết những công việc đó, em trả lời liền luôn á. Cứ nghĩ trả lời chậm sợ cô chú anh chị mình buồn. Cô chú anh chị mình xem video á, cứ chân thành góp ý cho em cũng như gia đình em với nha. Những lời góp ý của cô chú anh chị cũng là một phần động lực để cho em và gia đình em sẽ cố gắng hơn từng ngày. Chỉ mong những video em đăng lên được cô chú anh chị mình ủng hộ như vậy là gia đình em đã vui lắm rồi cô chú anh chị ơi. Hai cha con tranh thủ làm chút xíu nữa cái mình lên kia, cái mình ăn uống nghỉ ngơi rồi sẽ cùng nhau đi hái hẹ gừng hoặc là hái rau cần nước nha cô chú anh chị. Hôm nay đuối quá trời đuối rồi, thương cha em quá à. Thấy cha đi làm cực như vậy á, nhưng mà thương con gái nên gắng làm tiếp em á cả nhà. Cha em thương em lắm, mặc dù á cha không có nói ra đâu nhưng mà em biết cha em thương lắm. Thường thường là vậy á, cha lúc nào cũng ít nói hơn mẹ hết á, nhưng mà cha thương con á thì chỉ có con biết và cảm nhận được thôi, đúng không cả nhà? Còn 5-6 vòng nữa mới gọi của chú anh chị ơi, mà mình đi vô đây mình nghỉ á, mình ăn dưa hấu với uống miếng nước đi rồi hồi ra làm nữa. Nắng quá trời nắng rồi, trải điểm mà kiện Min nó ngủ rồi, còn hơn là đi dã ngoại đi cắm trại nữa nè, nằm giữa ruộng giữa sáng. Mà hên nó có mấy cái vàng bông qua anh đạo của chú anh chị mắc gửi à. Ăn đi mẹ dưa hấu nè, cha em đi rửa tay rồi, để chút nữa cha vô. Người ta cài đất đằng kia có tiếng máy cài á, hơi ồn của chú anh chị á. Ăn miếng dưa hấu cho anh đó. Hai cha con em nghỉ ăn uống một chút cái đi vô làm một tăng nữa là xong. Xong đặng rủ mẹ đi hái hẹ. Tại hôm qua hôm kia em có mua mấy ký huyết heo đó, cái về nấu canh với hẹ cho cha ăn, cha thích ăn món đó lắm. Bị lửa nó lâu ra mà rượu ra nó chỉa ra nhiều nhánh. À, để cho nhiều, người ta trồng ít cây người ta mới cần cắt lên cho nó ra nhiều, mà vì mình dư cây mà dựng nhánh vậy nó tốt. Nó trái đưa bự ra ổng qua ổng khóc luôn. Gia đình em đi ruộng mà vui quá cô chú anh chị ơi. Đi ruộng mà còn hơn đi dã ngoại nữa, coi nè đem đồ ăn đồ uống quá trời lùm đùm luôn. Rồi thêm Min nữa nó nằm nó ngủ luôn rồi. Ở đây mát quá cả nhà cũng ngủ luôn. Tại mình làm nhà đó cái mình đã có gấp gáp gì đâu. Thắng từ từ làm. Làm hôm nay không gọi thì ngày mới gọi hết cha. Thắng từ từ làm, đâu có sao đâu. Đâu có ai la ai mắng gì đâu. Mình làm nhà. Dạ, mình làm nhà mà. Nhà có tiền làm nhà, có tiền để mua đồ ăn. Mê mốt gì là mình đi hái tầm tỏi mướn cho người ta đi lấy tiền. Lúc đó mình làm nhanh nhanh mới được, rồi mình làm chậm mất công sợ người ta la lắm nha. Người ta đủ. Dạ, mình phải liệu cơm gấp mắm của chú anh chị ơi. Tùy theo tình hình hả cha. Ừ. Chứ đâu có thể mà chậm chậm đâu lẹ lẹ. Chậm chậm lẹ lẹ chứ. Liệu cơm gấp mắm mới sống nổi chứ. Ở xứ người mà mình làm cà thiệu sao sống nổi.
đã đi ra xứ người phải làm xiên chứ làm biến mà sao có ăn. Nguyên khu vực này mà có 14 người à. Ở bên đây đất rộng rồi nhà thì nhiều chứ toàn là nhà quan không mà cô chú anh chị ơi. Nhà người ở không có bao nhiêu chứ á, toàn nhà quan không à. Tầm 5-6 giờ là tao nói buồn hiu rồi, nhà ai nấy ở bên hàng không có ai mà qua lại hay chơi bời với ai cô chú anh chị. Không buồn gì, vô nhà không ở trong nhà. Ở trong nhà không à, không có đi đâu chứ không có chơi qua lại, bên Việt Nam là vui nhất luôn á. Đi qua nhà người này người kia chơi ha. Ở bên hàng không có đâu, nhà ai nấy ở. Có mấy bà già thì người ta có chỗ người ta chơi. Nhà nước cắt cho cái tòa nhà người ta vô đó người ta chơi, ăn uống miễn phí, gạo, đồ ăn này kia nhà nước cung cấp hết à. Mà vô đó chỉ cần nấu ăn thôi à. Điện, đài, nước này kia là nhà nước cung cấp hết. Nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi rồi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi chùm chi cho gọi luôn cô chú chị ơi. Đang nữa không con dẹp à? Đang nữa không? Không. Để đất lại. Hai cha con em cuối cùng cũng đã chùm hết cô xu, cô chú anh chị thấy chưa? Bây giờ thì mình sẽ đi hái hẹ gừng nha cô chú anh chị. Để đợt trước hứa với cô chú anh chị mình á, chưa đi hái được. Đi. Đi thôi. Cha cầm đi cha. Cha cầm cái cây cây kéo á. Dạ cái miếng giấy báo á. Rồi đi. Để cho cha đi trước rồi mẹ đi theo nha. Bây giờ mình đi cắt hẹ gừng nha cô chú anh chị. Wow. Ở trong này mát rượi luôn. Nhưng mà cỏ nhiều quá. Đúng ra mình đi gừng là mình sẽ mang cái ủng nha cô chú anh chị. Nhưng mà mình mang cái ủng thì nặng cái giò lắm. Chừng tháng sau là em với cha với mẹ của em nếu rảnh thì sẽ đi lên gừng để mà hái măng nha cô chú anh chị. Cha em sẽ cắt nha cô chú anh chị. Gặp. Dạ. Nè đưa đây chú. Để đó, anh đám đó, đó đúng rồi. Nó đi mốt cho cha ăn vậy không đó, chứ là phải là chồng đâu mà cha đòi hốt rồi đem về. Bữa hổm con hái cho cha 4kg đây nữa nè cha, quá thì tốt nè. Đây, đó, cha đâu có biết đâu. Đó, thấy chưa? Đó, đi mốt vậy đó cha ơi cha, chứ đâu mà có nhiều cha. Cái chỗ nào con bò, bị con bò đạp thì cha bỏ đi nha. Mấy con bò nhà em nuôi á. Mấy con bò nghé đó cô chú anh chị, mấy con bê con nhà em nuôi á, nó đi ra tới đây luôn nè. Mẹ dẹt chỗ trống trống chồng mình đứng nha mẹ, coi chừng mũi vòng cắn nó nha mẹ. Đi lại đây nè cha ơi. Coi chừng có mũi đó mẹ, trong đây là mũi lắm đó. Đây nè cha. Cha. Cha, thấy chưa cha? Đó đó đó. Ủa cái cây này có gai nè cha, cẩn thận nha cha. Mấy chỗ nào dày dày mới cắt, mấy chỗ mỏng mỏng chứ đừng cắt. Mỏng quá. Dạ cỏ nó mọc quá nó chen hết luôn à. Hẹ nó trồi lên không được, mấy năm trước là nhiều lắm cô chú anh chị. Hey. Hẹ gừng cho nên mình đi mốt từng cọng như đó chứ đâu phải mình trồng đâu mà được nhiều. Dạ không không ní bự á. Cha có cắt được thì cha cắt rồi cha. Chị thôi bỏ đi. Để con đi kiếm lần này có còn không hay là tới đây hết rồi. Tới đây là hết rồi ha. À, mót từng cọng vậy đó cô chú anh chị. Chịu khó đi mót một chút mà có ăn. Để mua cũng tiền không. Với lại mình mua nó đâu có tốt bằng cái hẹ gừng đâu. Hẹ gừng là mình đâu có thuốc men gì đâu. Nó sinh trưởng tự nhiên mà. Đây nè cha. Đó đất bụi đó đó cha. Ít ít vậy thưa thương vậy đó mà. Nó cộng bự bự không à. Miên đừng có chèo lên đây, đi lại bà ngoại đi con. Mũi cắn con đó. Sau lưng cha ăn bụi nữa kìa cha. Sau lưng á. Mũi cắn con đúng rồi. Đó đó cha. Thấy chưa? Không không, trước mặt kìa. Đó, đúng rồi. Nó thưa thưa vậy chứ còn cộng mập mập không á cha. Đứng ở đó thì đừng trèo lên đây nghe mẹ. Vậy là hái xong hết đó cô chú anh chị ơi. Đó, mẹ ôm được một ôm nhỏ.
nhiêu đấy cũng hơn 1 kg rồi đó. Chứ mình mua cũng 5-7 ngàn, cũng có hơn 100 ngàn tiền Việt Nam rồi. Sát bên sẵn đi làm cái có hẹ mình cắt gì ăn luôn à. Mấy năm trước nhiều lắm, cắt làm sao cho hết. Tại bây giờ cỏ nhiều quá đó cô chú anh chị. Không ai cắt nó gụi hết à. Dạ, hẹ là phải có người cắt hoài chứ mình không cắt đó. Qua đợt là nó gụi hết cô chú anh chị ơi. Bây giờ gia đình em sẽ đi vô nha. Đi vô. Ờ, đi vô. Đây, đây là cái chạy bò nhà em. Đây nè, mấy con bò nó đưa đậu ra ăn, thấy cưng chưa cô chú anh chị, thấy chưa? Đó, nguyên một hàng luôn nè. Đó, em quay gần lại cho cô chú anh chị mình coi nha. À, nó đưa đậu ra ăn nè. Có mấy con bò nghé, nó cứ ra vô vậy đó, nó thoải mái lắm, nó đi ra đi vô vậy đó. Tối là nó lại đi vô mẹ nó, rồi ban ngày là nó cứ đi ra vậy đó. Đây nè, mấy con bò nó đưa đậu ra ăn, thấy thương chưa cô chú anh chị? Tại em đậu cái xe trong này nè cô chú anh chị, bây giờ bắt đầu lên xe chuẩn bị đi về. Thằng Min nó đứng gần chạy bò nó sợ nên nó đứng tuốt đằng kia cô chú anh chị, thấy chưa, nó không dám lại gần, nó thấy mấy con bò nó sợ cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ngày hôm nay cho gia đình em nha. Còn bây giờ thì gia đình em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Bye bye.